Như các bạn đã biết, khoảng cách giữa các ngôi sao cũng như khoảng cách giữa các thiên hà với nhau là vô cùng lớn. Nếu như loài người muốn trở thành sinh vật liên sao hay liên ngân hà, hiển nhiên ta sẽ phải tự di chuyển quãng đường rất xa, hàng năm ánh sáng, thậm chí là hàng triệu năm ánh sáng, để tới được một hành tinh có thể hỗ trợ sự sống ở một thái dương hệ khác hay một thiên hà xa xôi nào đó. Và mới đây, các nhà thiên văn học đã đưa hệ sao Proxima Centauri thành ứng cử viên sáng giá nhất cho công cuộc du hành liên sao đầu tiên của loài người. Vậy, cần phi hành đoàn bao nhiêu người mới đủ để sống sót trên đường sang hệ sao Proxima Centauri? Proxima Centauri là một sao lùn đỏ nằm cách hệ mặt trời, xấp xỉ 4,25 ánh sáng trong chòm sao bán nhân mã, và đây là ngôi sao gần hệ mặt trời nhất từng được phát hiện. Trong hệ sao Proxima Centauri, có vài ngoại hành tinh có tiềm năng trở thành trái đất thứ hai, đặc biệt là hành tinh Proxima Centauri B với quãng đường 4,25 ánh sáng. Nếu chúng ta sử dụng tàu Apollo 11, thứ đã đưa con người lên mặt trăng, bay với tốc độ 40.000 km/h, bằng vận tốc này, ta sẽ tới được Proxima Centauri trong vòng hơn 100.000 năm. Nhưng may mắn thay, tàu vũ trụ đã nhanh hơn trước nhiều. Đơn cử, thiết bị thăm dò mặt trời, tàu Parker Solar Probe được phóng vào ngày 12 tháng 8 năm 2018. Trong tương lai có thể bay với tốc độ hơn 700.000 km/h, khoảng 0,067% tốc độ ánh sáng. Với tốc độ này, một chuyến hành trình liên sao tới hành tinh Proxima Centauri B vẫn sẽ mất 6.300 năm. Vậy rốt cuộc cần phi hành đoàn bao nhiêu người mới đủ để sống sót trên hành trình dài như vậy? Nếu tính tuổi trung bình của con người là 70 tuổi, 6.300 năm sẽ tương đương với 90 thế hệ người. Nhưng không dễ để chọn ra được phi hành đoàn đầu tiên trên chuyến hành trình lịch sử này. Những yếu tố quan trọng bao gồm lượng nam giới và phụ nữ có trong đoàn, độ tuổi và tuổi thọ của họ, tỷ lệ có con thành công và sức chứa của con tàu, và nhiều hơn nữa. Các yếu tố khác bao gồm độ tuổi sinh sản, một cặp đôi có ý định có con sẽ gần huyết thống tới giới hạn nào, số lượng con mà họ có thể có là bao nhiêu. Sau khi tính toán được những yếu tố trên, các nhà nghiên cứu sử dụng thuật toán có tên Heritage để tiến hành giả lập một sứ mệnh du hành liên sao với nhiều thế hệ người. Đầu tiên, thuật toán sẽ tạo ra một phi hành đoàn với chất lượng như đã nêu ở dữ liệu đầu vào, rồi sẽ cho tiến hành thử nghiệm trên lý thuyết. Quá trình này đã bao gồm cả việc qua đời tự nhiên, lẫn chết vì tai nạn mỗi năm để xem số lượng phi hành đoàn cần là bao nhiêu để có thể tiếp tục sinh sản thế hệ mới. Trong số thành viên phi hành đoàn, thuật toán sẽ chọn hai người ngẫu nhiên thuộc hai giới tính khác nhau và tính toán tỷ lệ có con của họ. Và dựa trên khả năng sinh sản của mỗi người và các giới hạn liên quan tới quan hệ cận huyết, nếu như tỷ lệ có thai là cao, thuật toán sẽ tạo ra một thành viên phi hành đoàn mới và lặp lại vòng này cho tới khi phi hành đoàn chết hẳn hoặc tới được hệ sao Proxima Centauri sau 6.300 năm. Mỗi một lần chạy sứ mệnh lịch sử này, thuật toán sẽ đưa thêm vào một sự kiện thảm họa gì đó, như một dịch bệnh bí ẩn, một cú va chạm với thiên thể vũ trụ hoặc một tai nạn bất kỳ, nhằm để giảm số lượng thành viên của phi hành đoàn đi 1/3. Thuật toán sẽ cho chạy mỗi sứ mệnh 100 lần để tìm ra tỷ lệ phi hành đoàn với số lượng người nhất định sống sót được suốt 6.300 năm. Và theo thuật toán Heritage, tỷ lệ thành công không chạm mốc 100% cho tới khi phi hành đoàn có tổng cộng 98 người, tức là 49 cặp đôi. Lúc này ta có thể khẳng định rằng, dưới các yếu tố có trong thử nghiệm, một phi hành đoàn với 98 người sẽ là điều kiện tối thiểu để đi hết chuyến hành trình 6.300 năm tới hành tinh Proxima Centauri B. Có thể coi đây là bài giả lập làm nền móng cho các bài thử chi tiết hơn sau này. Đầu tiên, tỷ lệ có con thành công sẽ khác biệt trong môi trường vũ trụ. Tỷ lệ để một đứa trẻ khỏe mạnh sẽ thấp hơn do những ảnh hưởng của bức xạ vũ trụ. Tỷ lệ xảy ra những thảm họa sẽ còn thấp hơn những xung đột xã hội có thể có khi cộng đồng cả trăm người sống cùng nhau trong một con tàu vũ trụ. Một thuật toán Heritage tiên tiến hơn có thể sẽ khắc phục những yếu tố này, chạy lại một loạt những thử nghiệm mới để ta có những con số chính xác hơn. Lần đầu tiên, phát hiện ánh sáng có thể từ vụ va chạm giữa hai hố đen. Theo Space, các nhà thiên văn học có thể đã lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng từ hai hố đen va chạm. Các hố đen vũ trụ hoàn toàn tối và do đó không thể quan sát bằng các kính thiên văn phát hiện ánh sáng. Cho đến nay,
Cách duy nhất để các nhà thiên văn có thể quan sát các hố đen va chạm là nghiên cứu các sóng hấp dẫn thu được. Sóng hấp dẫn là những dao động trong cấu trúc thời gian không gian được tạo ra bởi những va chạm mạnh giữa các thiên thể có khối lượng lớn nhất như hố đen và neutron. Kể từ lần đầu tiên phát hiện sóng hấp dẫn vào năm 2015, các nhà khoa học đã quan sát sóng hấp dẫn, tìm hiểu nguồn gốc và các vật thể va chạm có thể đã tạo ra chúng. Vì các hố đen có lực hấp dẫn mạnh đến mức ánh sáng cũng không thể thoát ra, nên chúng rất khó quan sát và các nhà thiên văn học vẫn chưa xác định được bằng mắt thường về một vụ va chạm giữa hai hố đen. Theo một tuyên bố từ NASA, trong khi các hố đen hoàn toàn tối, có những giả thuyết cho rằng các vụ va chạm hoặc hợp nhất giữa các hố đen có thể tạo ra tín hiệu ánh sáng xuyên qua một vật chất bao quanh chúng bằng cách khiến vật chất phát xạ. Một nhóm các nhà thiên văn học sử dụng cơ sở Zwicky Chanzen, gọi tắt là ZTF, tại đài quan sát Palomar ở California cho rằng họ có thể đã phát hiện ra một tín hiệu ánh sáng như vậy. Sóng hấp dẫn được tạo ra bởi sự hợp nhất giữa các hố đen được các nhà khoa học phát hiện vào ngày 21 tháng 5 năm 2019 bằng cách sử dụng hai thiết bị dò sóng hấp dẫn khác nhau. Sóng hấp dẫn mà họ phát hiện bắt nguồn từ một sự kiện va chạm được đặt tên là GW19052-1G. Các nhà khoa học cho rằng GW19052-1G có thể là vụ va chạm giữa hai hố đen. Các nhà thiên văn học đã sử dụng ZTF để quan sát vũ trụ và tìm kiếm tín hiệu ánh sáng từ vụ va chạm này. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên ánh sáng được sử dụng để làm bằng chứng về việc hai hố đen va chạm và tạo ra sóng hấp dẫn. Thí nghiệm thuyết tương đối trên một ngôi sao gần siêu hố đen, một lần nữa Einstein lại đúng. Bằng cách phân tích lực hấp dẫn của một hố đen khổng lồ nằm ở trung tâm giải ngân hà lên một ngôi sao gần đó, các nhà thiên văn học đã cho thấy lý thuyết về không gian và thời gian mô tả lực hấp dẫn của Einstein vẫn chính xác. Theo thuyết tương đối rộng của Einstein, lực hấp dẫn bắt nguồn từ sự uốn cong của không gian và thời gian. Khối lượng vật thể càng lớn thì lực hấp dẫn càng mạnh. Các nhà khoa học kiểm chứng phần lớn thuyết tương đối rộng trong các trường hấp dẫn yếu, chẳng hạn như trái đất hay hệ mặt trời. Trong các trường hấp dẫn mạnh hơn như siêu hố đen, nằm trong tâm hầu hết thiên hà lớn, các nhà nghiên cứu nhận thấy sự tham gia của thuyết tương đối rộng có thể đưa ra lý thuyết mới, giúp giải thích những bí ẩn của vũ trụ như vật chất tối và năng lượng tối. Theo giáo sư thiên văn học Andrea Ghez tại Đại học California, Los Angeles và đồng tác giả nghiên cứu cho biết, Einstein vẫn đúng, ít nhất là đến lúc này. Những quan sát của chúng tôi đều tương đồng với thuyết tương đối rộng của Einstein. Tuy nhiên, thuyết của ông vẫn có nhược điểm. Nó chưa thể giải thích hoàn toàn lực hấp dẫn trong một hố đen. Đến lúc nào đó, chúng ta phải tìm ra một thuyết mới về lực hấp dẫn để giải thích rõ hơn hố đen là gì. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà thiên văn học chọn hố đen siêu lớn là Sagittarius A sao nằm tại trung tâm giải ngân hà, nặng hơn mặt trời 4 triệu lần với đường kính khoảng 23,6 triệu km. Các nhà khoa học theo dõi sao S02 từ năm 2018, thời điểm nó nằm gần Sagittarius A sao nhất trong quỹ đạo 16 năm ánh sáng. Khoảng cách gần nhất từ ngôi sao đến hố đen là 120 đơn vị thiên văn, một đơn vị thiên văn tương đương khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trời, khoảng 150 triệu km. Sử dụng đài thiên văn Keck, đài thiên văn Remini và kính viễn vọng Subaru ở Hawaii, các nhà thiên văn học đã theo dõi quỹ đạo hoàn chỉnh của S02 trong không gian 3 chiều, kết hợp chúng với các phép đo đạc trong 24 năm. Các nhà nghiên cứu kiểm tra một dự đoán của thuyết tương đối rộng gọi là dịch chuyển đỏ do hấp dẫn, gravitation recessive, sự dịch chuyển màu của quang phổ ánh sáng theo xu hướng đỏ hơn dưới tác dụng của lực hấp dẫn. Kết quả cho thấy, quang phổ ánh sáng từ sao S02 dịch chuyển sang đỏ khi đi qua lực hấp dẫn từ hố đen Sagittarius A sao, phù hợp với thuyết tương đối. Theo Tuấn Đỗ, nhà vật lý thiên văn học, Đại học California, Los Angeles cho biết, những thí nghiệm này mở ra cánh cửa cho khả năng kiểm tra bản chất của lực hấp dẫn bằng cách tận dụng quỹ đạo các ngôi sao xung quanh những siêu hố đen nằm ở trung tâm thiên hà. Khả năng này từng được đề cập từ lâu trong lý thuyết, nhưng cuối cùng chúng ta đã làm được. Nghiên cứu trên sao S02 là nghiên cứu đầu tiên trong nhiều nghiên cứu về thuyết tương đối, dự tính thực hiện trên các ngôi sao gần siêu hố đen Sagittarius A sao. Một trong những ngôi sao khác cũng nằm trong kế hoạch thí nghiệm là S0102, với quỹ đạo ngắn nhất trong số gần 3.000 ngôi sao nằm gần hố đen siêu lớn, tương đương 11,5 năm.